trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ở vùng Mira Mesa, San Diego, trời nắng đẹp. Nhà một cái đời sống thư thái, nếu chúng ta không muốn nói là thanh bình. Trước đây mấy tuần lễ trời mưa, cây cối xanh tươi. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường và chúng ta thấy cây cối xanh, và không khí mát. Do vậy mà chúng ta cảm nhận được rằng cái môi trường sống ở nơi đây và tốt đẹp hơn là những tiểu bang khác. Ngày hôm nay và mưa, lạnh, tuyết, chưa nói đến những cái quốc gia khác đang bị bão bùng và ngập lụt. Mà chúng ta sống được trong cái môi trường như thế này, quả thật rằng nhìn lại tự thân của chúng ta, nhìn lại tự thân những người và Phật tử hoặc là bà con quyến thuộc của chúng ta ở nơi đây, chúng ta thấy được rằng mình có phước, nếu mình có phước. Do vậy mà dù cho quý Phật tử có dành thời gian của mình đến chùa để nghe thuyết giảng mỗi chiều thứ hai, hay là quý Phật tử đang theo dõi nghe trên livestream, trên online, chúng ta cố gắng nhà lắng lòng để nghe những lời của Đức Thế Tôn giảng dạy, để nghe những lời các bậc tổ đức kỳ túc trên cái dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam mà quý ngài giảng dạy thời xưa, khi còn sinh tiền, đem hết cái sở học Phật Pháp của mình để giảng dạy cho tăng ni, cho quý Phật tử. Và ngày hôm nay chúng tôi được xin phép trình bày lại cái đề tài mà cụ Ôn đã giảng dạy trong Hư Tâm Học Đạo. Đó là phong thái của người học Phật. Chúng ta chỉ nghe cái đề không thôi là quý Phật tử thấy bao nhiêu cái tâm tư, bao nhiêu cái cung cách, bao nhiêu cái đời sống của người học Phật nằm trong cái đề tài đó, là phong thái của người học Phật. Thưa quý Phật tử, khi nói phong thái của người học Phật thì chúng ta phải hiểu được rằng người học Phật khi mà hiểu được đôi lời Phật dạy, hay là hiểu được đôi lời tổ đức giảng dạy, là chúng ta có một cái phong thái trang nghiêm, một cái phong thái an lạc, một cái phong thái trong đời sống hàng ngày mà nó không giống như là những người khác chưa học Phật. Phải không? Chúng ta có học Phật là chúng ta nhìn vào thấy cái mẫu người đó, con người đó, nó có một cái gì khác lạ hơn những người chưa học Phật. Những người mà học Phật thì cái tướng đi của họ cũng là tướng Phật, tướng ngồi của họ cũng là tướng Phật, cách ăn nói của họ cũng là cách ăn nói của Phật, cái nhìn của họ cũng là cái nhìn của Phật. Và nói chung, toàn thân của con người học Phật được thể hiện qua cái lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, lời giảng dạy của các bậc tổ đức, lời giảng dạy của các bậc thân giáo sư. Và chúng ta y cứ nơi những lời giảng dạy đó
để chúng ta trở thành một người Phật tử và dễ thương. Nói chữ dễ thương là nói bằng cái ngôn ngữ bình thường của con người, nhưng mà chúng ta trở thành một người Phật tử thuần thành và đang hướng thân lập mệnh trên cái con đường tu Phật. Và nếu chúng ta có được như thế đó thì quả thật rằng cái vai trò, cái vị trí hiện tại của người Phật tử chúng ta mới có được và lợi ích. Lợi ích cho chính bản thân của mình và lợi ích cho tha nhân. Mà con đường giáo dục của Đạo Phật là con đường giáo dục tự kỷ và con đường giáo dục của vị tha. Tự kỷ có nghĩa là giáo dục bởi chính mình. Ha? Mình giảng dạy, mình học bởi chính mình tu tập bởi chính mình, cho chính mình. Và con đường giáo dục của Đạo Phật là con đường giáo dục cho tha nhân, là giáo dục cho người khác. Như vậy là con đường giáo dục của Đạo Phật có hai phương thức giáo dục cho tự bản thân của mình, đánh thức con người của mình phải thức dậy và đánh thức con người phải tỉnh giác, vừa tỉnh giác cho tự thân và vừa tỉnh giác cho tha nhân. Vậy thì với cái đề tài là phong thái của người học Phật thời mà Ôn còn sinh tiền, Ôn là trưởng ban giáo dục tăng ni. Ôn là trưởng ban giáo dục tăng ni. Cái sở học của Ôn bao la lắm. Cái kiến văn của Ôn về Phật pháp phải nói rằng chúng ta học và chắc học suốt đời không hết cái kiến văn đó. Mà cái thế hệ của chúng tôi được cái duyên lành học với Ôn. Qua bao nhiêu năm tháng, từ thời gian trung đẳng lên thời gian cao đẳng, và Ôn đã tận tâm giảng dạy cho bao nhiêu thế hệ tăng ni thời bấy giờ. Và để rồi từ sự giảng dạy đó mà di ngôn của Ôn, pháp ngữ của Ôn còn lưu lại cho đến ngày hôm nay để tác thành những quyển sách, mà Hư Tâm Học Đạo là một trong những quyển sách của Ôn còn để lại. Cho nên chúng ta đi vào bài giảng ngày hôm nay và nghe những điều Ôn nói rất là giản dị, nhưng mà thưa quý Phật tử, nó thiết thực, nó thâm thúy lắm. Ngày nay đi học, các thầy cô thường đem theo các máy ghi âm nhỏ đặt lên bàn. Có không thưa quý Phật tử? Thấy chưa? Như vậy là trước đây nhiều thập niên về trước, Ôn đã thấy được quý thầy cô mỗi lần đi học, đi vào lớp là bấm cái máy một cái đem để lên bàn của Ôn giảng. Và ngày hôm nay chúng tôi đi giảng nhiều năm tháng ở bên Âu Châu. Ở bên Âu Châu, mỗi lần mà bước vô giảng, ngồi xuống là quý Phật tử bắt đầu đứng dậy để một cái máy thâu âm, hai cái máy thâu âm, ba cái máy thâu âm, bốn cái máy thâu âm. Nhưng mà khi thế đó trong lòng của chúng tôi nghĩ, nhưng mà nghĩ mà không dám nói sự mất lòng. Không biết là quý Phật tử để cái máy ghi âm như thế này mà về không biết có mở ra nghe lại hay không nữa. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là để cái máy ghi âm ở trên bàn rồi, mình ngồi trong cái đạo tràng này có lắng tâm chú ý để nghe hay không, hay là ý lại mình đã có cái máy ghi âm trên bàn rồi cho nên mình cứ ngồi nói chuyện và lơ đãng, không theo dõi cái thời giảng. Nghĩ như vậy đó, nhưng mà không có dám nói. Nói sợ trưa hôm đó ra không có cô mang. Cho nên quý thầy cô ngày hôm nay đi học là thường để cái máy ghi âm nhỏ lên trên bàn của giảng sư để thâu tiếng, nhà thâu cái bài giảng của ông. Vì để nhiều quá nên trông rất lộn xộn. Đôi khi
đang thâu lời thầy giảng thì cũng thâu luôn giọng ca nữa. Vì sao? Vì vừa nghe giảng vừa nghe bài ca bên hàng xóm dội vào và máy thu âm nó cũng thu luôn. Việt Nam của mình mà, khi xưa cái loại máy mà gì đó để cái kim, cái dĩa thiệt là bự đó, để cái kim xuống nó chạy rào rào rào, cho nên cái thời gian đó dường như ai cũng nghe ca sĩ Thanh Thúy hát hết đó. Ca sĩ Thanh Tuyền hát hết, nhiều thập niên về trước. Dạ. Do vậy mà ở nơi đây ông nói rằng vừa thu bài giảng vừa thu lời ca hàng xóm, khi nghe giảng cũng thâu và tiếng ca hát cũng thâu nên rất lộn xộn. Các thầy cô nên biết rằng cái máy ghi âm chỉ là phương tiện và phải xác định nó chỉ là phương tiện giúp cho mình một phần nào trong khi cần thiết, chứ đừng dùng nó làm phương tiện chính thức rồi bỏ sự suy tư, sự chăm chú của mình. Nếu ỷ lại vào cái máy thì đi đâu cũng kè kè cái máy đem theo, thậm chí vô thi cũng kè kè mang theo nữa, để lỡ khi nào mà quên thì mở nó để nó nhắc lại cho mà làm. Vô tình mình biết nó là chủ còn mình là khách. Nghe ồn nói chưa? Như vậy dầu có học mãi đi nữa cũng không có căn bản nếu mình cứ lệ thuộc vào cái máy đó. Như vậy, ở này nói nhỏ nhỏ chút nha, mà dường như buổi giảng nào cũng nói. Bên góc tay trái của ngôi chánh điện có một bà lão. Mà không có để máy để thu. Mà lắng lỗ tai để nghe, mắt chăm chú và tay cầm viết để ghi. Đó là một cách tập chú đó thưa quý Phật tử. Khi chúng ta nghe những lời giảng dạy nào mà những cái lời giảng dạy đó nó là trọng tâm, nó là yếu điểm, nó là điều chính, thì cụ liền ghi xuống trên trang giấy, có nghĩa là có sự chú ý. Điều nào đáng ghi, điều nào không đáng ghi. Đó là cách học của thời xưa mà ông bà tổ tiên của chúng ta học như vậy đó. Cách học thời xưa mà ngay cả thế hệ của chúng tôi học, đó là cách học từ chương, học thuộc lòng luôn, chứ không có nghĩa là chỉ nghe không thôi. Do vậy mà khi vào chùa ở là phải thuộc hai đường công phu, phải thuộc bốn quyển lục tiểu mà thuộc lòng như vậy đó. Khi đi thọ giới là gì đó, vị Duy Na Diệu Chúng bắt đầu cử cái bài tụng lên là các giới tử phải thuộc lòng hết và đọc ro ro: phù xuất gia giả pháp túc siêu phương tâm hành dị tục thiệu long thánh chúng chấn nhiếp ma quân dụng báo tứ âm bạc tế tam hữu, vân 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 và vân vân như thế đó. Mà không những giới luật thuộc lòng mà còn kinh cũng thuộc lòng nữa. Đó là cách học từ chương mà thế hệ của chúng tôi đã kinh qua. Cái gì cũng phải thuộc hết, không thuộc không được. Do vậy mà khi mà chúng ta nghe lời giảng dạy của quý ngài ngồi trên bục giảng, mình ở dưới ngồi chăm chú cầm viết để mà viết, chứ không phải giống như là ngày hôm nay có gì đó cassette rồi gì nữa thưa quý Phật tử, iPad rồi iPhone rồi nhạc đầy đủ quá. Nhiều khi chúng ta lơ đãng mà không có tập chú vào trong bài giảng, cứ ý rằng mình đã có cái máy thu rồi. Nhưng mà cái máy thu là cái máy thu, nó chỉ là cái phương tiện chứ không phải nó, mình ý lại nó trở thành cái chính và mình trở thành cái phụ. Chẳng lẽ đi trả bài cho quý ngài lấy cái máy để lên trước bàn nói dạ con đang trả bài cho ôn đó, mở cái máy ra cái máy lặp lại lời của ôn nói không? Bây giờ tôi nói qua một phương diện khác. Lúc này các thầy cô có đèn, có quạt
để học, bật công tắc lên là đèn sáng liền. Muốn không sáng thì cúp công tắc thì tối ngay. Còn thời của chúng tôi học, quý Phật tử nghe ôn nói thời của ôn học như thế nào. Mà thật sự chúng tôi học dưới các mái Phật học viện cũng nghe quý ôn thời xưa đó nha. Mà ngay cả cái thời mà các triều đại về trước đó, các triều đình về trước, các giới tử đi học vân vân, họ học bằng ánh sáng của cây nhang. Chứ không phải là ngày hôm nay chúng ta đã có đèn điện rồi mà còn có thắp đèn sáp nữa. Dạ, học cái ngọn đèn giống như là con đun đốm vậy đó. Ấy vậy mà đi thi đậu trạng nguyên, làm tước phẩm của triều đình. Còn ngày hôm nay chúng ta đèn điện sáng nhiều quá cho nên nó làm chữ nghĩa lòa nhòa hết mà chúng ta không có. Còn thời chúng tôi học, dầu hỏa không có mà thắp, dầu phụng cũng không có tiền để mà mua, chỉ thắp bằng dầu chuồng. Dầu chuồng là dầu gì ha? Ở ngoài Huế hoặc là ở ngoài Bắc, dầu chuồng. Dầu chuồng gần giống dầu phụng nhưng có màu đen. Muốn thắp thì lấy một cái ly, cột một sợi thép có tim nhúng vào và treo nơi bàn để học. Đôi lúc dầu chuồng cũng không đủ tiền để mua. Quý Phật tử thấy thời của quý ôn, của những thập niên 30, 40, 50, cái thời gian đó ở miền Trung khó khổ lắm đó quý Phật. Phải không cụ? Dạ, đúng vậy. Đúng vậy đó. Thế hệ của cụ ở nơi đó mới biết, còn cái thế hệ nhỏ nhỏ sau này đâu có biết được cái sự khổ cực ở miền Trung của những thời Pháp thuộc và 45, 54. Còn nữa, còn nếu mà đẩy về sau nữa là thời gian của thập niên 30, thập niên của 20, và thời gian nó khó khổ lắm. Mà quê hương Việt Nam mà nếu mà chúng ta ở các cái vùng mà miền Trung đó nữa, nhà thì càng khó khăn hơn nữa. Cho nên nhà chùa cũng không nằm ngoài cái sự khó khăn đó. Chúng tôi nghe vào trong cái thời gian của chúng tôi mà nói về cái đời sống của các chùa viện ở mùa Huế ha. Thưa quý Phật tử, không có đồ ăn đâu. Ăn cái chuối á, cắt ra làm hai, cắt xong rồi á, ăn cái ruột, còn lấy cái vỏ chiên lên để ăn, chiên lên để làm đồ ăn. Và ngay cả đời cái thế hệ của chúng tôi á, thời gian mà còn ở Phật học viện của thập niên 60, 70, dạ, sáu niên 70, mà quý Phật tử chỉ biết ăn gì đó, dâm bào với lại củ cải không thôi đó. Quý Phật tử biết dâm bào là gì không? Dâm bào là đi xuống chợ, ở Học viện Nha Trang có một vị Phật tử là ông Đông, cứ buổi sáng đi xuống với chợ Đầm, đi đến mấy cái quầy hàng mà họ bán lê ghim đó, rồi cải mà úa già rồi đó, họ tét ra họ bỏ đó, gánh đem về Phật Học viện đó, rửa sạch, rồi sắc nhỏ ra đem trải lên trên mấy tôn. Tại vì miền Trung mấy tôn nóng lắm, một ngày hai ngày là nó khô hết rồi, hốt xuống và đem đưa cho cô Bảy, bỏ vô trong chảo chiên lên và gấp ra múc ra cho học tăng ăn, cho nên gọi là ăn dâm bào. Rồi ăn củ cải trên Đà Lạt nó chở xuống đó, và những cái củ đâu ai mua đâu, cho nên gánh hết về Phật Hồ Viện, rửa đi rồi chẻ ra làm đôi, và chặt khúc rồi bỏ ra làm, chẻ ra làm hai, chẻ ra làm bốn, rồi bỏ trong dầu chiên, bỏ muối, bỏ bột ngọt đồ gì vô rồi lấy ra ăn. Nhờ gì vậy đó mà ngày hôm nay cao lớn như thế này đó, nhờ ăn dâm bào với củ cải. Và năm 1968 ăn suốt cả một năm củ cải với lại bánh mì chiên không à. Mà quý Phật tử biết rằng năm 68 là một cái năm nghĩa là dạ, cơ cực, dạ, Tết Mậu Thân.
không có liên lạc được, không có đồ ăn, không có đồ uống. Và ngay cả Phật học viện Huệ Nghiêm 200-300 anh em ở như thế đó mà ăn củ cải với lại mì chiên suốt năm vậy đó. Nhờ vậy đó mà lớn mà khôn ngày hôm nay, chứ còn nếu mà ăn sướng quá chắc có lẽ không còn để đâu. Trong khi đó chúng ta sống ngày hôm nay ở nơi hải ngoại này, thưa quý Phật tử, không thiếu cái gì hết. Dạ, đậu hũ có thừa, rau rến quý Phật tử trồng ở bên nhà rồi đem lại cho ăn không có thiếu. Đó là cái phước của đời mình đó. Còn nếu mà chúng ta nghĩ về nhiều thập niên về trước trên quê hương Việt Nam nghèo khổ của chúng ta thì chúng ta thương lắm. Ấy vậy mà vào trong những giai đoạn đó, vào trong những thế hệ đó, quý ngài tu thành tổ và thành Phật hết. Còn mình ngày hôm nay sướng quá không biết tu thành gì nữa. Cho nên chúng ta phải ý thức được cái điều đó mà chúng ta cố gắng tu tập. Chúng ta cố gắng tu tập. Cũng như ngày hôm nay chúng ta thấy trong một cái ngôi chánh điện nhỏ như thế này mà không biết bao nhiêu ngọn đèn điện. Thì ở nơi đây để chúng ta thấy được rằng cái thế hệ của Quý Ôn khi xưa, thế hệ Quý Ôn của khi xưa thiếu thốn về phương diện Phật chất đủ mọi thứ hết, nhưng mà rồi các Quý Ôn thành đạt hết, thành các bậc kỳ túc thật trụ tòng lâm, để lại một cái diềm mối kỷ cương cho cái dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam. Dạ. Ngọn đèn dầu chuồng tỏa ra ánh sáng lờ mờ, thì khi học phải chú ý đọc mới thấy rõ. Quý Phật tử thấy chưa? Cái ngọn đèn mà nó lờ mờ thế này là mình phải tập chú vào trong cái chữ đó, vào trong cái hàng đó, vào trong cái trang đó để mà chúng ta đọc. Mà khi mà chúng ta tập chú vào, chúng ta đọc như thế đó là chúng ta chiêu vời được cái nội dung, cái ý nghĩa của cái bài kinh đó, của cái bài học đó. Còn ngày hôm nay đèn điện sáng quá, nó làm lòa nhòa hết cả cái trang giấy, và mình ý lại nó trời ơi rõ ràng như thế này. Cho nên từ chỗ đó mà mình không có tập chú vào trong cái bài học của mình. Đèn lờ mờ tỏa ánh sáng yếu ớt, như vậy muốn đọc thì phải tập chú, có tập chú mới đọc chữ ra được. Còn bây giờ các thầy cô đầy đủ tiện nghi quá, mở con tắt là đèn sáng bên kia mà bên này đọc vẫn cứ rõ. Có điều trong cái gì cũng có cái hay, cái dở của nó. Buổi ấy đèn quá lu nên chúng tôi cố gắng tập trung để học, để đọc. Tuy vậy cũng không xuyên suốt, không quán xuyến được câu sau. Giả sử có đèn thì mình mới đọc được câu sau, nắm ý câu trước thì mau thuộc hơn. Vì đèn lu quá nên không đọc nhiều được, đó cũng là cái dở. Nếu mà con người của mình mà biết ý thức và tận dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh và môi trường thì cái dở nó trở thành cái tốt. Còn nếu mà chúng ta không biết tận dụng và không biết, nghĩa là ý thức để mình làm phương tiện trong đời sống hàng ngày của mình đang có, thì cái tốt trở thành cái xấu. Đèn đuốc sáng nhiều quá, ỷ lại, không học, không tập chú, không cố gắng thì nó sẽ không thành gì hết. Cho nên thưa quý Phật tử, có hai người con. Một người con là con của nhà giàu, một người con là con của nhà nghèo. Nếu mà người con của nhà giàu đó họ đầy đủ phương tiện về đời sống vật chất, họ nỗ lực họ tu, thì người con của nhà giàu đó họ càng có phước nhiều hơn nữa, họ càng thanh đạt nhiều hơn nữa. Và người con của người nghèo đó, trời ơi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tiền bạc không đủ để mà mua sách, nhưng mà họ nỗ lực họ học đó nha, họ nỗ lực họ học và họ trở thành trạng nguyên đó. Còn con của nhà giàu kia vì giàu quá cho nên ỷ lại, đâu có thiếu thốn cái gì đâu. Cho nên sinh ra cái tâm chơi bời, nhát nhốn mà rồi không có thành tựu cái gì hết. Kể lại những thời xa xưa trên quê hương Việt Nam mà ngang qua các
cái triều đại ngang qua các cái vị mà đến giờ phút này được gọi là học sĩ, được gọi là gì thưa quý Phật tử, học giả hoặc là thi văn, toàn là những con người nhà nghèo không thôi à, nhà học ở nhà quê của mình, như các cụ Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, toàn là các vị gọi là học sĩ trở thành những người văn nhân lẫy lừng trên cái dòng văn học của Việt Nam. Còn ngày hôm nay chúng ta đang sống ở nơi hải ngoại này, phải nói rằng có những vị họ cũng học rất là giỏi, họ trở thành khoa học gia, họ trở thành kỹ sư, họ trở thành bác sĩ, họ trở thành những người mà có tài, có khả năng để giúp cho quê hương và dân tộc này, phải nói là như vậy đó. Cho nên trong cung cách của người học Phật là chúng ta phải gìn giữ và biết thọ nhận những điều gì mà chúng ta đang có, để chúng ta không có phôi pha, không có dễ vui, và về sau này để nghe ôn nói nha. Trời ơi, ôn nói nghe nó thấm thía, và chúng ta cảm thấy rằng trong đời sống hàng ngày mà chúng ta thọ nhận của đàn na tín thí, của tam bảo, của thường trụ, mà nếu mà chúng ta không có tiêu pha một cách đúng thì hóa ra mình là người ăn trộm đó nha. Quý Phật tử biết mình là người ăn trộm không? Dạ không, đúng rồi, từ trước đến giờ đâu có ăn trộm của ai đâu có mà biết. Ai đi bên cạnh mình cũng nhìn thấy, có làm gì trước mắt mình cũng không hay, chỉ thấy trong phạm vi rất hẹp, ngoài ra không thấy gì cả, cho nên cái tâm của mình không bị sao lãng bởi cái ngọn đèn nó thu hẹp lại, chỉ nó nằm vỏn vẹn trên một cái trang sách, và chúng ta tập chú vào trong cái trang sách đó. Còn người có đứng bên cạnh đó mình cũng không thấy, mình cũng không có để ý đến ai, bởi vì ánh sáng của ngọn đèn đó chỉ tập chú vào trên trang giấy. Còn bây giờ mở đèn như thế này, không cần nhìn cũng thấy, tôi thấy rõ từng khuôn mặt của mỗi người nữa đó. Và khi mà như thế đó làm cho tâm của mình nó bị loạn động. Nhưng mà cái đèn nhiều nó cũng có lợi cho cái đèn nhiều, mà cái đèn ít nó cũng lợi cho cái đèn ít. Nếu mình biết dùng cái phương tiện đó, mình ý thức được cái vai trò đó, cái môi trường đó để mà mình học, thì điều đó dù cho đèn nhiều hay dù cho đèn ít nó vẫn không có tác động đến cái việc học của mình. Do vậy mà quý Phật tử biết rằng trên cái tiến trình tu thiền đó, ngồi là phải lưng cho ngay, mặt nhìn thẳng, đàng hoàng tử tế, và con mắt của mình nhìn xuống 1/3. Nếu mở nhiều quá tâm của mình sẽ bị loạn động, nếu nhắm hết tâm của mình sẽ buồn ngủ. Đó là phương thức và quán chiếu của sự thiền định. Chúng ta phải vừa nhắm mắt 1/3, 1/4 để tâm của mình không bị loạn động khi những hình ảnh ở bên ngoài nó mình thấy quá nhiều. Còn nếu mà nhắm hoàn toàn lại thì lại buồn ngủ, mới ngồi có 10 phút là nằm ịch xuống ngủ luôn là không được. Như vậy là mở ra nhiều cũng không được, mà nhắm lại nhiều cũng không được. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy trên phương pháp ngồi thiền là chúng ta phải nhắm đôi mắt lại chỉ 1/3 con mắt thôi, còn mở hí hí để nhìn lấy cái đầu mũi, và tâm của mình không bị loạn động. Con mắt của mình nhìn thấy cái đầu mũi để quán chiếu và gìn giữ cái tâm của mình ở một chỗ. Còn bây giờ điện sáng quá, đang đọc có ai đi ngang qua, vân vân, từ chỗ đó mà chúng ta thấy được rằng cái lời giảng dạy của ôn nó phù hợp qua mỗi cái môi trường sống, qua cái hoàn cảnh con người đang có. Nếu chúng ta ý thức thì hoàn cảnh nào chúng ta cũng học được, môi trường nào chúng ta cũng học được, hoàn cảnh nào chúng ta cũng tu được, môi trường nào chúng ta cũng tu được. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng trời ơi cái môi trường này khổ quá, ăn cơm không có xì dầu tương ớt, khó tu quá. Môi trường hoàn cảnh này ăn cơm mà không có rau muống làm sao ăn.
Nhưng mà quý Phật tử biết thì khi xưa quý tổ của mình đi tu ở trên núi đó, chỉ có ăn rong rêu, ăn lá cây, ăn rau rừng. Vậy đó mà chư tổ tu thành tổ. Ngày hôm nay mình ăn tu đậu hũ với mì căn nhiều quá, nó nặng nề, cho nên không có thành gì ở trên rồi, leo lên tuột xuống. Tại vì đậu hũ nhiều quá, mà đậu hũ thì nó nặng, mì căn nhiều quá. Mà chưa nói rằng mì căn đậu hũ bình thường, mà mì căn đậu hũ mà đem chiên lên, rồi đem hấp, rồi là đem chiên bột, rồi xì dầu mà nặng chanh vô, rồi dầm ớt vào nữa, trời ơi, và nó danh từ người ta gọi là nó ngon tuyệt cú mèo. Mà khi nó ngon tuyệt cú mèo như thế đó, chúng ta ăn, mà nếu chúng ta không ý thức, chúng ta không tỉnh giác, thì chúng ta sẽ đắm say trong cái ăn, trong cái ngon đó. Cho nên trong cái tinh thần tu tập của người con Phật là chúng ta phải luôn luôn phải tỉnh giác. Chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta đang sống với một cái phút giây hiện tại như thế này. Và trên cái tinh thần tu tập đó, quý Phật tử đã nghe rất nhiều bài giảng nói về cái ăn, nói về cái mặc, nói về cách cư xử với nhau, nói về cách đời sống với nhau, để mình có được một cái nhân sinh quan. Nhân sinh quan như thế nào để nó phù hợp với cái đạo đức lễ nghi của người con Phật. Cho nên bằng một cái bài giảng mà phong thái của người học Phật là chúng ta thấy được rằng bao nhiêu tinh thần đạo đức, bao nhiêu cái sự hiểu biết Phật Pháp nó nằm trong cái đề tài mà quý Phật tử học ngày hôm nay. Và để rồi đến đây quý Phật tử nghe ông nói: ngày xưa trong sách Nho có câu: không có việc gì mà thắp đèn cũng mắc cái tội ăn trộm. Ông nói như vậy đó. Nếu mà chúng ta làm việc thì chúng ta cần mở đèn, chúng ta không làm việc thì chúng ta không có mở đèn. Chúng ta cần làm việc thì chúng ta mở nước, chúng ta không làm việc thì chúng ta không có mở nước. Nếu mà chúng ta không làm việc mà chúng ta mở nước chảy ào 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 như thế đó, quý Phật tử có thấy được rằng mình đang ăn cắp của Tam Bảo không? Tại vì mình mở nước nó không đâu. Nếu mà mình tụng kinh niệm Phật thì mình mở đèn, mà mình không tụng kinh không niệm Phật mà mình mở đèn để khơi khơi như thế đó, quý Phật tử có thấy rằng mình đang ăn cắp đèn không? Ăn cắp ánh sáng không? Bởi vì đèn mình cũng phải trả tiền, nước mình cũng phải trả tiền. Cho nên ở nơi đây ông nói rằng không có việc gì mà thắp đèn cũng mắc cái tội ăn trộm. Thắp đèn bỏ không, không dùng vào việc gì hết cũng là mắc tội ăn trộm. Nên khi dùng phải ý thức mình dùng, dùng sao cho đúng mục đích cũng là một cách tu. Phải không quý Phật tử? Dùng đúng mục đích đó cũng là một cách tu. Cách tu đó là gìn giữ của Tam Bảo, gìn giữ của thường trụ. Còn thôi nếu mình phung phí của thường trụ rồi, ai là người lo cái tịnh tài để mà mua lại của thường trụ đó? Ai? Đàn đa tín thí chứ còn ai nữa. Đàn đa tín thí đó, trời ơi, ngồi suốt ngày cuốn từng cái cuốn chả giò. Có không? Ở đây đây ai đã từng cuốn chả giò rồi? Giơ tay coi. Đúng rồi, cuốn từng cái chả giò để chùa bán và lấy đó làm phương tiện trả tiền bill. Mà trả tiền bill là nói chung, trong tiền bill đó có tiền nước, có tiền điện, có tiền ga, có tiền phone, có tiền insurance, có tiền nhiều thưa quý Phật tử. Dạ, nhiều lắm. Và ngày hôm nay chúng ta sống ở nơi đây, phải nói rằng đời sống vật chất, không biết rằng chúng ta nói có đúng hay không, nhưng mà chúng ta không có thiếu thốn lắm. Như khi xưa vào những thập niên 20, 30, 40,
là chúng ta thiếu đủ thứ ở trên đó rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta tương đối có đầy đủ, có gạo để mà ăn, có đồ hũ để mà ăn, có nước để mà uống, có bông hoa trà quả để cúng Phật. Như vậy thì khi mà chúng ta thác sinh vào trong một cái quốc độ, mà cái quốc độ đó, cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó, nó không có thiếu vật chất chi hết, chứng tỏ rằng mình là người có phước. Còn nếu mà chúng ta sống vào trong một cái quốc độ mà cái quốc độ nó thấy thiếu thốn đủ chuyện ở trên hết rồi, gạo chúng ta cũng có đủ cơm, đủ để mà ăn, nước chúng ta cũng có đủ để mà uống. Ví dụ như trên quê hương Ấn Độ, mỗi khi mà muốn uống nước ha, hoặc là có những cái phải đội cái vò ở trên đầu, đi hàng cây số này qua hàng cây số kia để múc nước về những cái vùng nhà quê mà sống leo lúc ở trên, đội một cái lu nước từ nơi chỗ lấy nước về tới nhà không biết bao nhiêu cây số. Còn ngược lại chúng ta sống ngày hôm nay chỉ cần mở cái rumine ra là nước chảy ào ào, nước ngọt nữa mà cũng không có chịu uống. Không, uống nước rumine không có tốt, phải uống nước chai à. Mà nước chai mà còn phải lựa đến cái hiệu gì nữa, chứ không phải là uống nước chai là uống đâu. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng mình sống một cái môi trường, một cái quốc độ mà đầy đủ cái phương tiện đời sống vật chất. Thì thưa quý Phật tử, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cái phước đó nha. Đừng có tiêu pha hết. Rồi một ngày mai kia mà chúng ta sát sinh vào trong một cái quốc độ, một cái quê hương mà như quý Phật tử nghe cập miệt lệ xa đó ha. Biên địa cập miệt lệ xa, sống vào trong những quốc gia mà nó ở nơi biên giới đầu xa xôi hẻo lánh núi rừng, thì tới chừng đó chúng ta muốn có một cái ổ bánh mì baguette ăn cũng không có nữa. Chúng ta muốn có một cái táo để chúng ta ăn cũng không có nữa. Mà ngày hôm nay thì chúng ta có nhà quá dư giả đi. Chúng ta phải biết gìn giữ cái phước đức đó. Mình rửa mặt một chút nước thôi mà cứ mở máy để nước chảy ào ào hàng 5-7 phút không tiếc. Quý Phật tử thấy chưa? Ôn dạy như vậy đó. Đó là thái độ, là cách xử thế không đẹp chút nào hết. Phí phạm quá mà. Chúng tôi nghe một lời của một bậc thầy nói. Khi xưa chúng ta còn sống trên quê hương Việt Nam của chúng ta, phải nói rằng cơm không đủ ăn. Nhất là trong cái thời gian mà sau 75 rồi đó, thưa quý Phật tử, bo còn không có ăn nữa, gia đình nó có cơm. Ấy vậy mà bây giờ chúng ta ra sống nơi hải ngoại này, chúng ta ăn cơm dư nhiều quá. Vậy thì bây giờ ăn cơm mà dư như thế đó thì chúng ta nên giữ lại hay là chúng ta nên bỏ? Thì cái vị đó, nếu sống trong một cái quốc độ đó, một cái tập quán đó, một cái nền văn hóa đó, mà bây giờ cơm dư nhiều quá, đồ ăn dư nhiều quá, hàng xóm mình đâu có đem cho được, tại vì họ cũng có dư, thành nên đành phải bỏ. Thì cái bỏ đó, điều thứ nhất là mình phải tiết kiệm ngay từ đầu, là đừng nấu quá nhiều, hay là mình coi cái lượng để mà mình. Điều thứ hai là nếu dư và để lâu ngày quá thì mình phải bỏ thôi. Tại vì mình sống trong cái quốc độ, cái nền văn hóa đó như vậy, cái tập quán nó như vậy, mình không thể đem cho ai được. Và nếu mình ăn thì mình ăn cũng không có hết. Do vậy mà cái vị đó nói bắt buộc mình phải bỏ. Còn ngược lại trên quê hương của mình không có, thì đó là cái trú xứ, cái môi trường, cái hoàn cảnh trên quê hương Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống ở ngoài thì chắc chắn là chúng ta cũng phải bỏ, như bao nhiêu người khác cũng phải bỏ. Ngày xưa có nhiều gia đình họ dạy con cháu ăn không được đổ cơm ra ngoài. Ôm dạy như vậy đó, ôm. Không được để thừa cơm trong chén. Điều này chúng tôi đã thưa với quý Phật tử nhiều lần đó. Ông bà cha mẹ nói con ơi, cháu ơi, mỗi lần mà vo gạo như vậy đó, đừng có để gạo chảy ra ở ngoài chỗ vo nước cơm.
và sau này con làm con vịt để ăn lại cái hạt gạo đó, ăn lại hạt cơm đó đó. Ông bà của mình giảng dạy tinh thần nhân quả như vậy đó. Còn ngược lại ngày hôm nay không phải là mình bỏ một xô cơm mà bỏ hai xô cơm, bỏ ba xô cơm. Nếu mà một cái chương trình đại lễ Phật đản mà Phật tử ăn không hết, bây giờ làm sao? Thì chắc chắn là điểm nó ra, điểm nó đổ hết, chính nó nấu ra thì giờ nó phải đem đổ chứ giờ ai đổ cho vợ? Để chiên này. Ồ, để chiên. Đúng rồi, để chiên. Thì đó chính là cái phong thái của người học Phật đó. Chúng ta phải ý thức, chúng ta phải hiểu như thế nào mà đừng làm những cái gì mà có hao tổn đến của thường trụ tam bảo, hao tổn đến của đàn na tín thí cúng dường. Tại vì của đàn na tín thí cúng dường họ cũng phải đi làm bằng công, bằng sức, bằng đôi tay, bằng cái tấm lòng của họ chứ. Đâu phải tự nhiên của lăn vào trong nhà giống như là anh chàng thư sinh mà nằm ngủ dưới gốc cây rồi trái táo nó rớt vô trong miệng. Thôi anh cứ nghĩ là thôi bây giờ mình cứ nằm đây không có gì làm được gì nữa hết, mệt lắm. Cứ nằm ở nơi đây rồi táo nó rớt trong miệng mà ăn. Làm gì có. Một anh chàng thư sinh trên con đường đi học, trời đang đi trong thế đó thấy có một con thỏ nó chạy, không biết làm sao nó va đầu vô trong gốc cây nó chết. Trước mắt của ảnh mà, thôi lấy đêm nướng đi ăn. Và ảnh nghĩ rằng thôi giờ mình cứ ngồi dưới gốc cây này để thỏ va đầu vào trong gốc cây chết để có đồ ăn. Không đơn giản như vậy. Cách thức ăn dọn ra, thứ nào ăn được thì ăn, không ăn được thì đừng nên phá hỏng. Dĩa nào mình gấp thì mình gấp, còn dĩa nào mà mình thấy để lại thì nên để lại, chứ không phải dĩa nào mình cũng gấp hết. Dạ. Đó cũng là cách tu. Quý Phật tử thấy cách tu chưa? Yeah. Món nào ăn được thì gấp. Yeah. Chén nào uống được thì uống. Yeah. Còn cái nào mà mình không gấp được, cái nào mà mình không uống được thì mình để lại cho người sau họ ăn. Đó cũng là một cách tu đó thưa quý Phật tử. Nó thể hiện trong công việc nhỏ nhặt hàng ngày như vậy, nhưng nó đem lại rất nhiều lợi ích. Giữ gìn được môi trường, khỏi tổn thương kinh tế và huấn luyện cho mình một cách sống có đạo đức. Đó là điều đơn giản nhưng các thầy cô cần phải chú ý. Nhiều khi trong đời sống hàng ngày, những cái việc làm nhỏ nhặt, một lời nói nhỏ nhặt, một cái nhìn nhỏ nhặt, một cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng tất cả những cái điều nhỏ nhặt đó là được biểu tượng ra trong cái cung cách của một người tu. Nếu một người tu mà quát tháo, lớn tiếng, đỏ mặt, tía tai, thì thưa quý Phật tử có đúng là cái cung cách của một người tu không? Người tu là phải từ bi, là phải hỷ xả, phải ăn nói nhuần nhuyễn, phải hành động và khả ái, kính trọng. Cho nên từ chỗ đó, mà không những rằng khi mà chúng ta đọc vào trong giới luật, Đức Thế Tôn giảng dạy rất là tinh tế, các bậc tổ đức giảng dạy rất là chi li. Và bao nhiêu lần chúng tôi đã thưa với quý Phật tử đó, bưng một ly nước lên uống là phải đọc câu thần chú. Mặc cái chiếc áo vào là phải đọc câu thần chú. Bước chân đi là phải đọc câu thần chú. Có nghĩa là trong đời sống nhà thiền, hàng ngày quý ngài hướng thân lập mệnh trên cái tinh thần tỉnh giác đó. Cho nên trong cái cung cách của một người ngồi trong đạo tràng nghe thuyết giảng nó khác trong cái cung cách của một người ngồi trong rạp cine. Phải không? Rạp cine anh muốn ngồi nghiêng như thế nào, anh muốn ngã ngửa như thế nào, anh muốn phát chân lên như thế nào, đó là anh ngồi theo cung cách của người ở ngoài đời. Nhưng mà trong cung cách của một người Phật tử ngồi trong một đạo tràng nghe thuyết giảng đó, ở trên này chúng tôi nhìn xuống đó, trời thấy cung cách ai cũng trang nghiêm, đỉnh đạt. Mà quý Phật tử biết được cái thế ngồi thiền đó, cái thế ngồi thiền đó, ngồi bán già hay là kiết già mà để hai cái tay lên trên cái đôi chân của mình đó, đó là, và ngồi thẳng
Vô thẳng, đó là cái thế ngồi phát sinh trí tuệ đó, thưa quý Phật tử. Cái thế ngồi phát sinh trí tuệ. Cho nên từ ở nơi đây, Đức Thế Tôn đã ôn đã giảng dạy như thế đó. Đi về cách ăn mặc ở thời chúng tôi học và tu, mỗi năm chỉ có một bộ áo quần mà thôi. Trời, ôn nói đến cái này thì nghĩ lại tự thân của thầy, trời, nhiều khi mà thương mình đến như thế nào, thưa quý Phật tử. Không đâu xa, chỉ vào năm 1968 thôi, đó là năm nhà Mậu Thân nó tàn phá hết tất cả những thành phố của miền Nam, và tự thân của các tự viện, đời sống của các học tăng cũng ảnh hưởng ghê luôn đó. Đến Tết về học ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm ở Sa Cảng miền Tây. Quý Phật tử biết Sa Cảng miền Tây không? Biết phải không? Sa Cảng miền Tây hồi đó đó, không biết bây giờ dường như đó là cũng thuộc về vòng đai của Sài Gòn rồi phải không? Của thành phố. Và Tết đi về lại Nha Trang, mà về lại chùa Long Sơn đó, chùa Long Sơn thăm thầy, thăm cha mẹ. Và quý Phật tử biết không? Trời ơi, không có một cái chiếc áo Nhật Bình, chỉ có một chiếc áo Nhật Bình duy nhất, bốn vạt, màu quét quét. Không thôi đó. Còn ngồi ở trong phòng của mình, nhìn ra phía bên kia hàng rào, những người hàng xóm họ bán nước bào, nước đá bào đó. Trời ơi trời, nắng chang chang ở miền Nam mà, miền Việt Nam. Muốn có một đồng mà cắt để mà đem cái ly nhựa mà màu xanh xanh, màu vàng vàng, màu đỏ đỏ khi xưa đó. Dạ, biết không? Đúng rồi. Chỉ đưa ra hàng rào dây thép là cái bà bán nước đá bào bọc sột sột sột, cái lấy nó bọc xúc một cái đổ siro màu đỏ vô. Vậy đó mà không có một đồng nào để mà mua. Tại vì nhà cha mẹ nghèo quá. Mà nói chung đời sống học tăng là như vậy. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta nhìn lại cái đời sống ngày hôm nay, phải nói rằng cả một thời ký ức nó kéo tới, và chúng ta cảm thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ tất cả. Và khi mà chúng ta thấy có đầy đủ tất cả như thế đó, chúng ta phải biết tiết kiệm, chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta phải biết trân quý nó. Nhất là đời sống ngày hôm nay ở nơi hải ngoại, kể cả chư tôn đức tăng ni và kể cả những người nam nữ cư sĩ Phật tử cũng vậy. Phải biết trân quý một đời sống vật chất để chúng ta phụng sự cho đời sống tâm linh. Còn nếu mà chúng ta sống một cách xa hoa nhiều quá, dạ thưa quý Phật tử, không có tốt, có tội. Còn mặc thì độc nhất một bộ, cái áo tràng để đi tụng kinh thì may bằng vải tàu. Chắc vải tàu khi xưa chắc là cái vải thô đó phải không? Dạ đúng rồi, vải thô. Sợi to và thô nhưng phải thường nhuộm bằng nước vỏ cây. Trời, nước vỏ cây mà nó có màu đà giống như là vỏ măng cụt, nó lấy nó nhuộm cái màu nó đà đà quét quét đó, giống như là mắm tôm. Nói đến đây chúng ta thấy được rằng đúng như lời của Đức Thế Tôn giảng dạy rằng nếu mà những con người nào mà sinh vào trong những cái quốc độ như là Bắc Cu Lô Châu đó, và những cái nước đó, những cái quốc độ đó, nó giàu có, nó sang trọng mà nó không có thiếu một cái gì hết, mà chính những quốc độ đó thì lại là không có người đi tu, không có người đi tu. Những cái quốc độ mà giàu có sang trọng, đời sống vật chất xa hoa đầy đủ thì những con người ở những quốc độ đó họ không có đi tu. Thưa quý Phật tử, nó đâu có thiếu thốn cái gì đâu, có mà biểu nó đi tu. Cái gì nó cũng có đầy đủ hết. Và ngược lại, nếu là những quốc độ nào mà nghèo khổ, thiếu cơm, thiếu áo, thì những quốc độ đó lại là
có những người đi tu rất nhiều. Và quý Phật tử phải biết rằng những quốc độ đó trở thành những danh tăng thạc đức. Nếu ở ngoài đời thì phải nói rằng trở thành những bác sĩ, trở thành những khoa học gia trong những quê hương và dân tộc đó. Cho nên người ta thường hay nói là địa linh nhân kiệt, mà núi cao sông sâu thì những cái quốc độ đó, những cái vị thế đó lại là sản sinh ra nhiều nhà danh nhân kiệt xuất của quê hương và dân tộc đó. Còn giàu có quá, nó cứ đi chơi là đà, có đủ cơm ăn, đủ áo mặc. Cho nên trên cái tiến trình tu chứng thì phải nói rằng các vị đạo sĩ, thánh giả đều ở trên những quê hương và dân tộc đó, như là dân tộc Ấn Độ, như là dân tộc Trung Hoa, như là dân tộc Việt Nam nữa. Chứ không phải là chúng ta chỉ nói dân tộc Trung Hoa, chúng ta dân tộc Ấn Độ rồi, Tây Tạng rồi, chúng ta quên đi dân tộc Việt Nam. Và quý Phật tử biết rằng dân tộc Việt Nam đã xây dựng, thiết lập một đời sống tâm linh vĩ đại trên cái tinh thần tu chứng. Chứ không phải rằng chúng ta coi thường rằng bây giờ mình phải đi theo Phật giáo Tây Tạng để mình tu, bởi vì Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo huyền bí, là chúng ta phải theo cái đời sống tu tập của những người dân Ấn Độ là khi xưa chiêm bái, chiêm nghiệm thấy những vì sao đang vân du ở trên bầu trời, và đó là một đời sống tâm linh cao thượng. Thưa quý Phật tử, không, quê hương Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra bao nhiêu chư vị Bồ Tát, tổ sư, mà đến giờ phút này dòng lịch sử đó vẫn còn để lại danh tánh của các vị Bồ Tát đó, nhờ các vị tổ đức thiền sư đó. Chứ chúng ta đừng coi, chúng ta đừng có coi thường, coi nhẹ trên cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam, mà chúng ta phải học, chúng ta phải dỡ sách ra, chúng ta phải đọc lịch sử mới thấy được rằng các bậc kỳ túc thập trụ tòng lâm trên cái con đường tu chứng trở thành các vị Bồ Tát thánh giả trên cái dòng tu tập của Phật giáo Việt Nam. Đừng nói chi những các bậc tôn túc, nói người ngoài đời thôi. Người ngoài đời, bao nhiêu triều đại, bao nhiêu vị vua đã trở thành các vị minh quân giữ dân hộ quốc và làm cho quê hương và dân tộc đó được thái hòa. Và đến giờ phút này, nhiều khi rằng thế hệ trẻ ngày hôm nay nó không học lịch sử của dân tộc Việt Nam, cho nên nó không có biết được các vị anh hùng liệt nữ, các vị mà được, nghĩa là được sản sinh ra trong nhà chùa. Mà những vị vua mà hiểu được Phật Pháp là những người Phật tử đã viết nên cái dòng lịch sử anh hùng và tu chứng của dân tộc Việt Nam, chứ không phải là giỡn đâu, thưa quý Phật tử. Về ăn thì bốn người một tô cơm, một bát canh và một đĩa kho xào gì đó, đa số là rau muống và chột môn. Chột môn là cái gì? Chột môn là cái đuôi của cây môn á hả? Cái bậc hà. Ồ dạ. Trời, quý Phật tử thấy chưa? Cái thời của Ôn là ăn như vậy đó. Còn cái thời của chúng tôi thì ăn cái gì quý Phật tử biết không? Một năm trường ở nơi tu viện Nguyên Thiều, Quy Nhơn, Bình Định. Mà khi mà Phật Hội Viện Huệ Nghiêm đổi ra ở ngoài đó, trời ơi, cái chiếc xe đò chở lớp học tăng ở nơi Phật Hội Viện Huệ Nghiêm ra học ở tu viện Nguyên Thiều, Quy Nhơn, Bình Định, leo lên cái dốc của những cái tháp chim thành khi xưa đất đỏ, trời nắng khủng khiếp, nhìn thấy cái hình ảnh đó thôi, kiểu này 3 tháng quân trường mồ hôi đổ rồi. Mà qua ở đó mới có 3 ngày, đêm trước đêm sau đến
thời công phu khuya, ôm động quán ha, quấn. Sáng hôm sau đuổi năm ông về lại Sài Gòn. Rồi những người mà còn ở lại đó, quý Phật tử biết không, như khi xưa quý ông thường hay nói đó, thầy tu đi mô biến ngô theo đó. Một năm trường ăn bí đỏ với rau muống nấu canh không thôi. Nếu là một ngày giỗ tổ hay gì đó có được miếng đậu hũ, trời ơi sao ông nào ông đấy cũng mừng mà vội dành nhau mà gấp. Thì ở nơi đây ông nói rằng về ăn thì bốn người một tô cơm, một bát canh và một đĩa kho xào gì đó, đa số là rau muống và trộn môn. Thế mà vậy phải ăn năm này qua năm khác, thường ngày ăn hai bữa cơm, ngoài ra không có gì để ăn thêm. Muốn mua một cục kẹo cũng phải đi gần một cây số mới có bán, nhưng đa số chúng tôi đều không có tiền để mua. Như hồi nãy tâm trạng của chúng tôi hồi nãy đã thưa quý Phật tử, làm gì có tiền, cha mẹ ở nhà đã nghèo khổ rồi, sinh ra 12 đứa con nuôi sao cho hết, thôi đem bỏ vô trong chùa. Bên tăng thì bỏ ra 3 đứa, bên ni thì bỏ vô 2 đứa, là hết 5 đứa rồi. Còn lại mấy đứa? Còn lại 7 đứa, cố gắng mà nuôi. Mà nhà đã nghèo, con đông, thôi đem bỏ vô trong chùa. Ấy vậy mà thành tựu hết, nó thưa quý Phật tử. Nghèo khổ như thế đó, mà rồi quý thầy được sống ở trong chùa, chư ni được sống ở trong chùa, nhờ quý thầy giảng dạy, nhờ chư ni giảng dạy. Ăn mắm múc dòi, nói theo kiểu ngoài đời là ăn mắm múc dòi, vậy đó mà nó thành tựu hết trơn hết rồi à. Rồi sau này thầy nào cũng giỏi, cô nào cũng giỏi hết. Còn nếu mà ở ngoài đời chắc thôi, chắc đầu lắm, mũi lem, 12 đứa làm sao nuôi cho hết được. Thì ở nơi đây ông nói rằng trời không có tiền để mà mua, so với hiện nay thì cách xa một trời một vực. Bây giờ thức ăn có đủ, bán tràn gian ở nơi chợ, muốn ăn thì cứ mua ăn, có tiền để mà tiêu. Sữa đã tốt, đồ ăn đã ngon, chuối đã ngon, trái cây đã ngon, tươi tốt. Cho nên đời sống khi xưa của quý ông không giống như đời sống ngày hôm nay của chúng ta. Ấy vậy mà các ngài đã đứng thẳng lưng, đem cái sở học của mình làm rung chuyển thế giới. Quý Phật tử biết không? Với cái lớp người khi xưa trước và sau năm 1963 đã làm cho thế giới bừng tỉnh, và mọi dân tộc trên thế giới đang ngưỡng mộ và phóng một cái nhìn về dân tộc Việt Nam. Khi thấy ngọn lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, quý Phật tử thấy kinh hoàng không? Phải không cụ? Thấy chưa? Thầy nói đúng mà. Cái thế hệ của cụ mới là cái thế hệ để mình nhìn thấy được ngọn lửa của Bồ Tát Quảng Đức. Và sau khi mà tin tức được truyền tải đi, ngọn lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức rực sáng trong lòng của loài người trên thế giới. Và mọi người đều bừng mắt để nhìn về Phật giáo Việt Nam. Với cái thời đó, quý ôn như vậy đó, tu tập như vậy đó, thành các bậc danh tăng thạc đức. Mà bây giờ di ngôn pháp ngữ của quý ngài còn để lại. Thưa quý Phật tử, thầy đang viết một cái loạt bài về cái di ngôn và pháp ngữ đó. Nay mai thầy đọc cho quý Phật tử nghe nha. Dạ. Để thấy được rằng di ngôn và pháp ngữ của các ngài thời xưa nó như thế nào. Mà ngang qua cái cuộc thăng trầm của dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta là đàn hậu học, chúng ta không thể không học lại những di ngôn đó, chúng ta không thể không nghe lại những cái pháp ngữ đó,
Bởi vì di ngôn pháp ngữ đó là một cái phương châm, là một cái nội dung kiêu hùng trên cái con đường tu tập. Còn nếu mà chúng ta sống một cách dễ vui và dễ dãi như thế này lắm, thưa quý Phật tử, chúng ta quên đi hết cội nguồn, chúng ta quên đi hết những cái gì mà những cái đó được gọi là cái ý chí, cái niềm tin yêu vững chắc, cái lý tưởng trên cái con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên thưa thật với quý Phật tử rằng, dẫu biết rằng chúng tôi giảng không có hay, dẫu biết rằng chúng tôi giảng không bằng bao nhiêu chư tôn đức tăng ni khác, chư tôn đức tăng ni khác họ một buổi thuyết giảng họ cả ngàn người nghe, nhưng mà chúng tôi muốn thuyết giảng, dẫu biết rằng chúng tôi giảng không hay, quý Phật tử nghe ít, nhưng chúng tôi muốn chuyển tải một cái gì mà cái đó là cái tự tình, cái đó là cái hùng mạnh của một thời, của một dòng lịch sử, của một thế hệ người, mà thế hệ người đó, dòng lịch sử đó nó đã qua đi. Bây giờ nếu chúng ta không nhắc lại, nếu chúng ta không có đọc lại, chúng ta không có nghe lại những di ngôn pháp ngữ của thời xưa mà một thời Quý Ôn đã giảng dạy cho bao nhiêu thế hệ tăng ni, nhưng mà thế hệ tăng ni thời đó nghe, nhưng thế hệ tăng ni thời hôm nay đâu có nghe được. Đến giờ phút này có muốn nghe lại cái di ngôn pháp ngữ của Ôn thế hệ tăng ni ngày hôm nay làm sao nghe? Chỉ nghe được, nếu nghe thì chỉ nghe qua văn thu của nhiều thập niên về trước, hay đọc lại những bài viết mà Ôn, các hàng đệ tử của Ôn tập thành và in lại như ngày hôm nay, và chúng ta đang dỡ ra từng trang, từng dòng để chúng ta đọc cho nhau nghe, và để thấy được rằng hình ảnh của Ôn, di ngôn của Ôn, tâm nguyện của Ôn và cái cung cách giảng dạy của Ôn ngang qua nhiều thế hệ của tăng ni thời xưa. Cho nên chúng tôi biết rằng tự bản thân của chúng tôi giảng không có hay, không có hấp dẫn như là bao nhiêu các vị giảng sư khác, nhưng chúng tôi muốn giảng, giảng để chúng tôi lặp lại những lời của Đấng Thế Tôn giảng dạy ở trong kinh. Chúng tôi muốn giảng là chúng tôi muốn lặp lại những di ngôn pháp ngữ của các bậc tổ đức thiền gia trên dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Để trở thành một phong thái của người học Phật đối với đạo giáo, đối với cái con đường tu tập của chính mình, đối với cái lý tưởng của người xuất gia và đối với cái lý tưởng của người Phật tử tại gia, cần phải có, đó là chánh kiến là một, tịnh giới là hai và oai nghi là ba. Chánh kiến như quý Phật tử đã biết bao nhiêu là nghe rồi đó. Chánh kiến là một trong tám cái chân chánh, đó là bát chánh đạo. Chánh kiến là đứng đầu. Vậy thì ở nơi đây Ôn dạy rằng người mà có phong thái của người học Phật á, là thứ nhất là phải có chánh kiến, thứ hai là phải có tịnh giới, và thứ ba là phải có oai nghi. Chánh kiến là đối với Tam Bảo mình có một niềm tin vững chắc. Quý Phật tử ha, chánh kiến là đối với Tam Bảo mình phải có một niềm tin vững chắc. Đó là lời giảng của Ôn đó, mà không phải lời giảng của Ôn chỉ đơn thuần là của Ôn, mà Đức Thế Tôn giảng dạy rằng trong bát chánh đạo, tức là tám con đường chân chánh của một bậc thánh đi, chánh kiến là đứng đầu.
Đức Thế Tôn giảng dạy ở trong đâu? Ở trong đạo đế, phải không? Trong đạo đế. Đạo đế là con đường tu tập của một bậc thánh để bước lên cái địa vị là diệt đế, là niết bàn. Thì ở nơi đây ôm dạy rằng chánh kiến là đối với tam bảo mình có một niềm tin vững chắc, tức là có thắng giải. Thắng giải tức là có cái sự hiểu biết một cách thù thắng. Thắng tức là tối tôn, tối quý. Giải là sự hiểu biết. Trên cái con đường tu tập mình phải có chánh kiến, có nghĩa là có một cái nhìn đúng, có một cái nhìn trong chánh, có một cái nhìn đúng với chánh pháp, gọi là chánh kiến. Mà cái chánh kiến đó là một cái thắng giải đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Có nghĩa là một cái nhìn đúng về Phật, cái nhìn đúng về pháp, cái nhìn đúng về tăng. Một cái nhìn mà vượt thoát, thù thắng hơn tất cả các cái nhìn khác của những con người trong thế gian. Một sự hiểu biết vững chắc, không lay chuyển, tin tam bảo, tin nhân quả, đó là chánh kiến. Quý Phật tử có tin nhân quả không? Bao nhiêu lần đã thưa với quý Phật tử, chúng ta phải tin nhân quả. Không thể không tin nhân quả. Trên con người tu Phật không thể không tin nhân quả. Mà khi xưa quý Phật tử nghe câu chuyện thiền đó, quý Phật tử nghe câu chuyện thiền chưa? Dạ. Một hôm thượng đường, tổ hỏi trong đại chúng, hỏi người tu hành bất lạc nhân quả hay bất muội nhân quả? Có một vị tăng đứng lên, dạ thưa người tu hành là bất lạc nhân quả. Trời đất ơi, khi mà nghe nói tổ giật mình, người tu hành là phải có bất muội nhân quả chứ, không có mê mờ nhân quả, phải rõ ràng nhân quả, phải thấy rõ cái con đường của nhân như thế nào, con đường của quả như thế nào. Nếu mà mình tạo lấy một cái quả thiện thì sẽ đưa đến một kết quả thiện. Có nghĩa là ngày hôm nay anh tu thì sẽ đưa đến một cái kết quả là thành Phật chứ. Tại sao anh nói rằng bất lạc? Bất lạc có nghĩa là không rơi rớt. Người tu hành cũng phải rơi rớt trong nhân quả chứ. Ngày hôm nay mình là phàm phu, là một vị tỳ kheo tăng, là một vị tỳ kheo ni, đúng không? Phàm phu còn bình thường. Nhưng mà nếu anh nỗ lực, cái vị tỳ kheo tăng đó tu, cái vị tỳ kheo ni đó tu, thì một ngày mai kia anh sẽ trở thành một vị thánh tăng, anh sẽ trở thành một vị thánh ni chứ. Sao không có rơi rớt trong nhân quả được? Nếu không có rơi rớt nhân quả thì mình tu hành để làm gì? Mình tu hành để chơi không được. Cho nên mình vẫn rơi rớt trong nhân quả, dù đó là phàm hay dù đó là thánh, vẫn rơi rớt trong nhân quả, vẫn bị chi phối bởi nhân quả. Nếu một vị thinh văn tăng trên con đường tu tập chứng đắc quả vị tu đạo hoàn, đó là sơ quả. Mà nếu nỗ lực tu tập nữa thì chứng đắc quả vị tư đà hàm, đó là đệ nhị quả. Nếu tiếp tục tu hành nữa sẽ tiếp tục chứng đắc quả vị A-na-hàm, là đệ tam quả. Và đệ tam quả A-na-hàm đó nỗ lực tu tập nữa thì sẽ chứng đắc quả vị thứ tư là A-la-hớn. Như vậy là trên con đường tu tập, một vị tăng, một vị ni vẫn bị chi phối bởi nhân quả. Cho nên cái vị tăng đó giơ tay lên nói, dạ thưa ông, không có rơi rớt trong nhân quả, có nghĩa là bất lạc nhân quả. Lạc có nghĩa là rơi rớt. Chỉ có nói sai một chữ không thôi mà cái vị tăng đó đọa làm con giả can 500 kiếp. Người tu hành bất lạc như ông quản, chỉ nói sai có một chữ lạc thôi, một chữ bụi thôi, ấy vậy mà phải đọa làm con chồn ở phía sau cái tu viện đó, cái thiền viện 500 kiếp. Mà cứ mỗi lần thuyết pháp thì con chồn đó nó vô nó nghe. Và cứ như thế cho đến cái kiếp cuối cùng,
Con chuồn đó nó vô nó thưa tổ Bách Trường: tổ ơi, ngày hôm nay tổ từ bi, tổ hỏi lại cái câu nói đó để con trả lời, để con thoát cái kiếp chuồn, thoát cái thân chuồn này. Thì tổ mới hỏi rằng: người tu hành bất lạc nhân quả hay là bất muội nhân quả? Con chuồn đó nó trả lời: dạ, người tu hành là bất muội nhân quả, là không có mê mờ nhân quả mà phải thấy nhân quả một cách rõ ràng. Anh làm thiện là anh được thiện, anh làm ác là anh sẽ bị ác. Sau khi trả lời như thế đó, tổ nói: thiện tai, thiện tai, và dặn tăng chúng 3 ngày sau đi ra phía sau thiền viện ở nơi cái hang đó làm một cái lễ hỏa táng cái thân con chồn như là hỏa táng cái thân của một vị tăng. Bởi vì sau khi nói đúng lại là người tu hành là bất muội nhân quả thì con chồn đó nó chết. Cho nên tổ dạy chư tăng ngày hôm sau ra làm một cái lễ tang như là lễ tang của một vị tăng vậy đó. Quý Phật thử thấy chưa? Chứ đừng nghĩ rằng ông trời cao quá mà bây giờ tôi làm những cái chuyện này ông trời ông đâu có thấy đâu. Cho nên quý Phật tử biết được rằng ông trời không thấy, nhưng lương tâm mình thấy, đúng không? Lương tâm mình thấy. Do vậy mà trong cái cung cách của người Phật tử, chúng ta cần phải tin nhân quả. Thứ hai là tịnh giới, tức giữ giới điều đã thọ theo từng cái cấp bậc của mình. Thứ ba là oai nghi, có chánh kiến, có tịnh giới. Đó là 2 điều chủ yếu, nhưng mà phải có oai nghi nữa mới trọn vẹn. Oai nghi có nghĩa là cái phong cách đi đứng, ăn nói hàng ngày của mình, chứ không phải là muốn ăn sao ăn, muốn nói sao nói. Do vậy mà 2 chữ phong thái, thưa quý Phật tử, phong thái của người học Phật phải có phong thái. Nhìn đến khuôn mặt là thấy rạng rỡ từ bi, nhìn lại thấy cái tướng đi là như là con tượng vương đi trong núi rừng, ngồi thẳng băng như là vách tường, đứng như ngồi như vững chắc như là chuông đúc, và đứng thẳng băng như là vách tường. Quý Phật tử có một cái nhân duyên nào đã lên từng lầu cuối cùng của cái ngọn tháp ở Chicago là 121 hay 31 gì đó chưa? Trời ơi, thầy đi lên đó mà nhìn xuống ở dưới này á, trời ơi muốn xỉu luôn á. Nhưng mà cái ngọn tháp nó đứng vững được là nhờ cái gì? Nhờ độ thẳng. Nhờ độ thẳng của vách tường. Nếu mà ngọn tháp đó không có độ thẳng của vách tường, kỹ sư không đo đạt đúng với cái độ thẳng của nó, ngọn tháp sẽ đổ. Ngày mà thầy lên đó coi, trời ơi, sắp hàng đi dòng, thang máy nó đưa lên, mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời ơi, thấy ngút ngàn sương gió luôn. Cái tháp ở Chicago đó, dạ, yeah, tháp ở Chicago. Dạ, cao lắm. Cái hồi khóa tu học 130 mấy tầng, 20 mấy tầng. Thành thử ra cái oai nghi trong nhà Phật là đi, đứng, nằm, ngồi, mà bao nhiêu lần đã thưa với quý Phật tử đó, đi như con tượng vương vậy đó. Mặc dù con voi của nó to, nhưng mà nó đi một cách nhẹ nhàng. Dạ, cái chân của nó bự, nhưng mà nó đi rất là thanh thản, nhẹ nhàng. Đứng là thẳng như vách tường, đi như là tượng vương, đứng như là vách tường, ngồi như chuông đúc, nằm như sư tử. Đó là những cái hình dung mà ở trong kinh nói rất là rõ trong cái oai nghi của một con người tu, dù đó là một ông thầy hay đó là một người cư sĩ Phật tử. Thứ ba là oai nghi, có chánh kiến, có tịnh giới. Đó là 2 điều chủ yếu, nhưng mà phải có oai nghi nữa mới trọn vẹn.
Chứ còn nếu làm ông thầy, làm một người nam cư sĩ Phật tử, nữ cư sĩ Phật tử mà cứ lăng xăng, cứ nhảy nhót, cứ cười nói lung tung, thì quả thật rằng nhiều khi mình đánh mất cái cung cách của mình, đúng không? Dạ. Mình phải giữ cái phong thái của mình. Và thưa quý Phật tử, đó là những điều mà muốn trình bày trong buổi giảng hôm nay, là phong thái của người học đạo, phong thái của người học Phật. Và chúng tôi có nghe là trong những thời thuyết giảng, quý Phật tử muốn hỏi, nếu quý Phật tử nào muốn hỏi, cứ viết giấy bỏ vào trong cái chuông này. Còn nếu mà quý Phật tử không có mắc cỡ thì cứ hỏi trực tiếp. Thì kể từ hôm nay hoặc là vào trong những thời thuyết giảng của những tuần sắp tới, và chúng tôi dành ra thời gian nửa tiếng đồng hồ để trả lời những câu hỏi cho quý Phật tử. Dù cho quý Phật tử đang ngồi trong chánh điện của chùa Long Sơn, hay là quý Phật tử đang theo dõi trên online, livestream, quý Phật tử cũng có thể hỏi về được, cứ gọi phone về. Và quý Phật tử cứ hỏi những gì mà những câu hỏi đó nằm trong đề tài giảng, nằm trong Phật Pháp, đừng hỏi những chuyện ở bên ngoài. Dạ, hỏi trong Phật Pháp, hỏi đúng giáo lý, hoặc là những điều gì mà chưa hiểu được trong cái thời gian sinh hoạt Phật sự của các ngôi chùa, hoặc là học hỏi kinh điển, thì quý Phật tử cứ hỏi. Và chúng tôi biết được tới đâu, chúng tôi trả lời tới đâu. Nếu mà những câu hỏi nào khó quá, chưa có trả lời được, thì để dễ dỡ lại kinh, dỡ lại luật, dỡ lại luận, rồi chúng tôi sẽ trả lời. Bởi vì quý Phật tử biết được rằng cái học là cái vô cùng. Không ai tự vỗ ngực xưng tên rằng mình là người học tất cả, mình là người hiểu biết tất cả. Và chúng ta đều nương với nhau để chúng ta học, nương với nhau để chúng ta hiểu, chúng ta cùng chia sớt với nhau. Cho nên ở trong chùa được gọi là thiện hữu trí thức của nhau. Chúng tôi luôn biết được rằng mình và tài hèn đức mọn, kiến văn sở học Phật Pháp không được bao nhiêu. Do vậy một quý nam nữ cư sĩ Phật tử cũng là thầy của chúng tôi, cũng là thiện hữu trí thức của chúng tôi. Cho nên quý Phật tử và hỏi, chúng tôi sẽ trả lời với cái sự hiểu biết của chúng tôi. Và những cái câu hỏi nào mà khó quá, dạ thôi xin lỗi, về để coi lại rồi ngày sau để trả lời. Quý Phật tử có chịu không? Dạ, cho nên quý Phật tử nào muốn hỏi cứ viết mở vào trong cái chuông, trước khi bước chân vô trong chùa đó, mở cửa ra ghé đây bỏ vô cái chuông cái đã. Còn nếu mà quý Phật tử dạ mạnh dạn và muốn hỏi trực tiếp thì cứ hỏi, không có gì trở ngại hết. Hỏi trong tinh thần giáo pháp, hỏi trong tinh thần kiến thức, chia sẻ giáo pháp với nhau. Đó là điều mà chúng tôi muốn thưa với quý Phật tử ngày hôm nay. Vậy thì quý Phật tử biết được rằng ngang qua ba điều mà ôm đã giảng dạy, đó là chánh kiến, đó là giới luật, và đó là oai nghi của người học Phật. Chúng ta cần phải hiểu biết về cái tinh thần giáo pháp chánh kiến, hiểu biết về tinh thần giáo pháp thọ giới, hiểu biết về tinh thần giáo pháp oai nghi. Mà thưa quý Phật tử, như ông dạy đó, hai cái điều trước là nó ở trong mình. Nhiều khi ở bên ngoài người ta nhìn không có thấy, người ta không có biết. Nhưng mà cái oai nghi là cái hình tướng nó thể hiện ra bên ngoài, chúng ta dễ thấy lắm, chúng ta dễ biết lắm. Ngồi trong một đạo tràng, nghe giáo pháp, nhìn là biết thấy rằng những con người đó họ đang tập chú để nghe giáo pháp, hay là nhìn cái con người đó trời cứ lay quay rồi cứ đi uống nước, rồi cứ gãi đầu, rồi cứ đi ra bên ngoài uống tay uống chân, thì cái tâm tư nó hiện ra cái oai nghi của con người.
Cho nên cái oai nghi là cái bên ngoài mà ai cũng dễ thấy, ai cũng thấy được. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta là người học Phật, chúng ta phải gìn giữ cái oai nghi đó như ôn để giảng dạy trong bài giảng ngày hôm nay. Ước mong rằng những cái thời giảng của chúng tôi đến với quý nam nữ cư sĩ Phật tử ít nhiều gì cũng còn lưu lại trong tâm thức của một thời thuyết giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và tất cả những quý nam nữ cư sĩ Phật tử tham dự để nghe những bài giảng đó, thưa quý Phật tử, giống như là những hạt sương nó rơi rớt tồn động lại trên những cành cây, trên những hoa lá. Nhưng mà chính những hạt sương đó nó làm tươi nhuận cho cái lá cây đó, nó làm tươi nhuận cho cái cỏ hoa đó, và cuối cùng nó rơi vào trong lòng đất để nó làm ướt lòng đất, nó trở về lại biển khơi và nó nuôi sống cỏ cây thảo mộc. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng một thời giảng như thế đó là chúng ta phải hiểu hết. Chúng ta hiểu được bao nhiêu thì chúng ta cứ hiểu. Còn nếu mà chúng ta chỉ hiểu với cái khả năng của chúng ta không thôi, thì thưa quý Phật tử, cái đó cũng là điều lợi ích cho chúng ta. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử học Phật hôm nay, và bằng một cái đề tài mà Như Ôn đã giảng dạy, đó là phong thái của người học Phật. Kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử và chân thành kính chúc quý Phật tử một đêm ngủ thật an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đêm